chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay. Cô cần gì? Nếp sông vui tươi. Dạ, cho đến để thử vai ạ. Tôi xin giới thiệu, đây là Hồng, vợ tôi. Đáng buồn là cuộc sống chung của chúng tôi đã quá ngắn ngủi. Vì câu chuyện này là về mấy cô diễn viên Á Châu ở Mỹ, ở Hollywood không có kiếm việc được, nên phải nhận một cái việc đóng vai rất là lạ. Và đây là phim độc lập nên mình cái vốn của mình làm phim không có nhiều như là phim Hollywood, nên mình phải quay lẹ lắm. Phim này thật ra mình chỉ có 18 ngày để quay thôi, quay trong vòng 3 tuần thôi, mình phải quay rất là lẹ. Mai is a struggling actress living in Los Angeles, and she's struggling to get roles. And she decides to take a job from a lonely janitor who needs an actress to relive the best 10 moments with his life with him and his deceased wife. Thì quý vị nhớ tới xem để mà xem tại sao mỗi kỷ niệm này là có chuyện gì xảy ra, và tại sao ông này lại muốn 10 kỷ niệm đó, và kết cục là như thế nào. Kỷ niệm này sẽ là kỷ niệm cuối cùng. Trong phim vai diễn đổi đời, mình đóng vai phụ, nhân vật bản thân của Mai là tên là Linh. Linh thì vui tính hơn, là một nhân vật có cá tính và làm cho cái phim nó vui tính hơn. So while we were shooting the film, there was one scene where we got to dance with a mariachi band, and all of a sudden it started raining. But we still had to dance and we still had to do the take. And all of a sudden, we fell over. And that was like a really funny moment. So I hope you look for it. Thì khán giả Việt Nam coi phim hài nhiều lắm rồi. Rồi coi phim lãng mạn cũng nhiều rồi ha. Nhưng mà cái loại phim như Minh á, thì mình thấy chưa có nhiều. Nên mình muốn mời khán giả thử đi nha. Anh thì bị hơi ấm mạnh xíu, nhưng mà nó rất hay. Tại vì mình coi là mình cứ nghĩ nó sẽ đi một cái hướng gì đó, nhưng mà cuối cùng nó sẽ đi một cái hướng khác. Thì hiếm là có mấy cái phim mà nó sẽ như vậy ở Việt Nam. Có thể nói là một bộ phim khá là hoàn chỉnh và mang lại cho người xem, nhất là người xem là khán giả Việt, sẽ có những cái cảm xúc nó rất là khác lạ so với những bộ phim khác được sản xuất tại Việt Nam. Một cái màu rất là lạ, một cái màu rất là anh Đức Minh, có nghĩa là nó không có bị lẫn vào trong một cái công thức phim nào cả. Rất là thú vị. Và cái cách mà anh Minh kể chuyện rất là hay, và anh cũng tiết kiệm nhiều, và giống như coi như là anh không cần thiết là mình phải làm mấy cái máy móc góc máy là quá kiểu mà phức tạp hay là gì mà cầu kỳ vì này nọ. Nó rất là đơn giản, mà vì cái đơn giản đó thì nó làm nó rất là đời. Một trong những cái phim Việt hiếm mà mình nghĩ là có phần âm nhạc nó đi theo cái dòng phim rất là tốt. Và thêm một điều mình thích rất là thích nữa là cái phim này nó về bối cảnh hay về tất cả thứ đều rất là đơn giản, nhưng mà mọi người đã xử lý rất là tốt về mặt bối cảnh, về góc quay và kể cả dựng phim, nên mọi thứ đều nó rất là mousse, anh dùng nó rất là mượt mà. Và mình nghĩ mọi người nên ra xem phim này, tại vì lâu lâu mình mới có một cái phim rất là lạ về kiểu Việt kiều ở nước ngoài này kia, và nó mang, và mình nghĩ đây là một cái phim không quá khó xem đâu, nó vẫn là một cái phim thương mại, nó vẫn là mang màu sắc gì đó nó thương mại, và mọi người xem vẫn có thể cảm nhận được những cái hay của trong nó. Mời các bạn hãy đến để xem vai diễn đổi đời nha. Vui hay buồn gì thì kỷ niệm cũng là những gì chúng ta còn lại ở đoạn kết. Sài Gòn